đấy, nhìn chưa? Đấy. Đây. Thì xiên này như giống xiên nướng bún chả. Giống thịt nướng bún chả. Em bỏ ở đây nhá. Vâng. Đây. Ăn cái này. Ngon hơn, hôm nọ chị Vy ấy ăn ngon hơn. Ăn đấy xong rồi xiên chấm này. Quá nhỉ. thầy vẫn phải ăn ngon đúng không? Rồi. May thì còn hai miếng bánh mì hai đứa. Trước đây là rất đà không à? Bây giờ thì ngon hơn. Có ảo vừng biết các thứ không? Đúng rồi. Mình chế lúc hơi ngọt quá. Em đi gọi rồi. Đâu trả lời. Không ăn cái này à? Bồ Đào Nha là bảng cuối cùng, bảng hát. Đang đổi bộ TV Samsung đấy, Ray Block. À, nghe. Có chụp áo. Mà TV tính nếu là doanh thu về là bao nhiêu cả? TV thì không áp chỉ tiêu, ăn những cái doanh thu người ta bỏ tiền ra mua thì là có. Bữa nay biết đường vào đây thì rất gần. Nguyễn Văn Bằng vào thẳng bệnh viện Đống Đa, đây không biết đi vòng qua cái đường Đặng Tông rồi vào đây, vòng vào. Bây giờ mình đi ra thì đó. Đâu hôm nay mà chặng ngay Nguyễn Văn Bằng là gần cái đầu cắt xe đạp là chỗ mình à. Không nghe nữa. Ngọt quá, không phải ăn hết được luôn. Đang nghe bao tiền đấy? Tổng bao tiền đấy?